Xuân Lao Sư, tiếng Trung lớp 18, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học bài học nhân dịp Tết nhé. Và bài học chúng ta hôm nay thì chúng ta ngoài việc học tiếng Trung, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc. Đó là bài học Trung Quốc人年夜饭必吃的十道菜. Sứ tạo chai là 10 món ăn. Tạo là lượng từ cho từ chai. Sứ tạo chai là 10 món ăn. Bì chư là nhất định cần phải ăn. Nhé nhẹ phản là bữa cơm tối 30 Tết. Đó là bữa cơm của một gia đình đoàn viên trong ngày Tết, tối 30 Tết trước đêm giao thừa. Trung Quốc人, của người Trung Quốc. Trung Quốc人年夜饭必吃的十道菜, 10 món ăn nhất định phải có trong bữa tối 30 Tết của người Trung Quốc. Lão nhân yến, chú xí, nian ye fan, chán chua sang, bì chư đỡ sứ tạo chạy. Lão nhân yến, người xưa nói rằng, chú xí là giao thừa, nian ye fan là bữa cơm tối 30 Tết. Chú xí nian ye fan, bữa cơm tối giao thừa. Chán chua sang là trên mâm cơm. Bì chư đỡ sứ tạo chạy, 10 món ăn. Bì chư đỡ, nhất định phải ăn. Lão nhân yến, chú xí nian ye fan, chán chua sang, bì chư đỡ sứ tạo chạy. Tỷ y tạo chạy, sử chi. Tỷ y tạo chạy, món ăn thứ nhất. Sử chi là gà. Tại Trung Quốc, hẳn tua tỷ phang, đâu yếu ú chi bù chẳng xí đỡ xí xú. Tại Trung Quốc, hẳn tua tỷ phang, hẳn tua tỷ phang, rất nhiều nơi. Tại Trung Quốc, ở Trung Quốc, đâu yếu đều có. Ú chi bù chẳng xí đỡ xí xú. Xí xú là phong tục. Ú chi bù chẳng xí, nghĩa là không có gà thì không thành cỗ. Ú là không, chi là con gà. Ú chi là không có con gà, bù trống là không thành, xí là bàn tiệc hoặc là mâm cỗ. Tại Trung Quốc, hẳn tua tỷ phang, đâu yếu ú chi, bù trống xí tờ xí xú. Chi, yu chi, xế yên. Chú xí yê, chư chi, xiang chân chở, lái niên, đà chí, đà lị. Chi yu chi xie yin. Xie yin nghĩa là đồng âm, tức là nghe gần giống hoặc giống với cái gì đó. Chi yu chi xie yin, tức là cái từ chi nghĩa là con gà thì nó có âm gần giống với cái từ chí nghĩa là cát, tức là may mắn. Chú xie ye, tối giao thừa. Chư chi, ăn gà. Xiang trưng chợ, tượng trưng cho cái gì đó. Lái niên, sang năm. Đà chí đà lị, đại cát đại lợi. Chi yu chí xie yin. Chú xí yê, chư chi, xiang trưng chở, lái niên, đà chí đà lị. Tỷ ơ đào chạy, sử yu. Tỷ ơ đào chạy, món ăn thứ hai. Sử yu là cá. Tỷ ơ đào chạy, sử yu. Yu, tại Trung Quốc nhân đợt nhân yên phản lý miền, sự bị bù khớ sảo đợt. Yú, cá, tại Trung Quốc nhân đợt nhân yên phản lý miền, tại sầm mở lý miền, nghĩa là trong cái gì đó. Nhân yên phản, bữa cơm tối 30 Tết. Trung Quốc nhân đợt của người Trung Quốc. Sự bị bù khớ sảo đợt. Bị bù khớ sảo thành ngữ này có nghĩa là bắt buộc phải có và không thể thiếu được. Sự bị bù khớ sảo đợt là không thể thiếu. Yú, tại Trung Quốc nhân đợt nhân yên phản lý miền, sự bị bù khớ sảo đợt. Yú, yú xế yên, chứ sự nhiên nhiên yếu yú, sự chứ, mấy nhiên đâu yếu tố yú đợt trái phụ hờ lãng sử. Yú, yú xế yên, là chữ yú này, thì đồng âm với chữ yú này. Chữ yú này nghĩa là chữ ngư, tức là cá, thì đồng âm với chữ úy này nghĩa là dư. Và người Trung Quốc thì rất là thích chữ dư, có nghĩa là dư dư thừa, dư giả. Chiều sử chính là niên niên hiểu úy, năm nào cũng có dư thừa. Sư chữ
là chỉ mấy niên đâu hiểu, năm nào cũng có. Tua yu tờ cái gì đó, tức là cái gì đó thừa, cái gì đó dư thừa. Trái phủ là của cải. Trái phủ âm mình biết là tài phú, tức là của cải. Lẻng sứ là lương thực. Tua yu tờ trái phủ hứa lẻng sứ, của cải và lương thực dư thừa. Yu, 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 xế yên. Chiều sư, nén nén yếu yu. Sự chứ, mấy niên đâu yếu tua yu tờ trái phủ hứa lẻng sứ. Yu yi, sân hùa, phụ chú, đại biểu cho rần mân đối yu xin tờ y niên tờ mấy hảo chú yên. Yu yi, ngụ ý, sân hùa, phụ chú, cuộc sống sung túc, đại biểu cho, đại diện cho hoặc thể hiện cho rần mân đối yu xin tờ y niên tờ mấy hảo chú yên. Chú yên tức là cái nguyện chúc hoặc là ước nguyện. Mấy hảo chú yên, ước nguyện tốt đẹp. Dẫn mân tuổi yu xin tờ y niên. Dẫn mân là của con người. Tuổi yu đối với xin tờ y niên, một năm mới. Đại biểu cho dẫn mân tuổi yu xin tờ y niên tờ mấy hảo chú yên. Thể hiện ước nguyện tốt đẹp của con người cho một năm mới. Yu yi, sân hùa phụ chú. Đại biểu cho rần mân tuổi yu xin tờ y niên tờ mấy hảo chú yên. Tỷ san tạo chải, sử bái chải. Tỷ san tạo chải, món ăn thứ ba. Sử bái chải là rau cải thảo. Tỷ san tạo chải, sử bái chải. Bái chải, yu bái chải, xế yên. Xiang trưng, xin tờ y niên lý. Gia lý nâng yếu, hẳn tua chén chải. Bái chải, tức là cái từ bái chai nghĩa là rau cải thảo. Yu bái chai xế yên. Yu là và hoặc với. Xế yên là hài âm, tức là nghe giống hoặc gần giống. Bái chai nghĩa là bách tài. Xiang trưng, tượng trưng cho. Xin tờ y nén lỷ, trong một năm mới. Gia lỷ, trong nhà. Nâng yếu, có thể có. Hẳn tua tờ chén chải, rất nhiều tiền tài. Bái chải, yu bái chải, xế yên. Xiang trưng, xin tờ y nén lý. Gia lý nâng yếu, hẳn tua chén chải. Ta suy rán, sư ý đào hẳn bình chẳng tờ su chải, chuyện sư phê chẳng dí xiang tờ nén yế phản chải yào. Ta suy rán sư, nó tuy là ý đào, một món hẳn bình chẳng tờ su chải. Su chai nghĩa là rau xanh, hẳn bình chẳng tờ, rất bình thường. Ta suy rán sư ý đào hẳn bình chẳng tờ ý đào chai. Nó tuy là một món rau rất bình thường. Chuyện sự nhưng lại là phê chẳng chí giảng tờ nén yệ phản chai yáo. Đây là cụm danh từ. Từ chữ phê chẳng đến chữ chai yáo này là cụm danh từ. Chúng ta dịch sau chữ tơ trước. Nén yệ phản chai yáo. Chai yáo là món ăn. Nén yệ phản chai yáo là món ăn cho bữa cơm tối 30 Tết. Phê chẳng chí giảng vô cùng may mắn. Tức là nó mang ý nghĩa vô cùng may mắn. Ta suy rán sư ý đạo hẳn bình chẳng tờ su chai, chuyện sư phê chẳng chí giảng tờ nén yệ phản chai yáo. Tỷ sư đạo chai, sư đậu phụ. Tỷ sư đạo chai, món ăn thứ tư, sư đậu phụ, là đậu phụ. Tỷ sư đạo chai, sư đậu phụ. Đậu phụ, thính chỉ lái xiang đậu phụ. Ye yu yi zhe, jia li tuan tuan yuan yuan, chi le dou fu, quan dou you fu. Dou fu, từ dou fu là từ đậu phụ, nghĩa là đậu phụ. Thiên chỉ lại nghe có vẻ gì đó, khi nghe xiang giống như dou fu là đều là phúc. Ye yu yi zhe, cũng ngụ ý jia li tuan tuan yuan yuan, gia đình sum vầy. Chứ là đậu phụ, ăn đậu phụ xong, chuyến đâu hiểu phú, tức là ai cũng đều có phúc. Đậu phụ, thính chỉ lái, xiang đậu phụ,
也寓意着家里团团圆圆，吃了豆腐，全都有福。吃豆腐就是希望来年生活过得富富裕裕，幸幸福福。吃豆腐安豆腐就是希望请了一方来年生男生活过生过得生富富裕裕松动累度幸幸福福幸福。吃豆腐就是希望来年生活过得富富裕裕幸幸福福。第五道菜是饺子。第五道菜 món ăn thứ năm 是饺子 là sủi cảo。 第五道菜是饺子。在中国过年吃饺子已经有很长的历史了。在中国中国过年 ngày Tết 吃饺子 ăn sủi cảo 已经有đã có hẳn trắng đợi lì sử lợ. Lì sử là lịch sử, hẳn trắng đợi rất lâu đời rồi. Tại Trung Quốc, qua niên chứ chảo zi, ý chinh yếu hẳn trắng đợi lì sử lợ. Yên vầy chảo zi đợi xính trọng, hẳn xiang cụ đại đợi yến chén yuán bảo. 所以年夜饭吃饺子有招财进宝的意思。因为bởi vì饺子的形状，形状là hình dáng，饺子的过水饺，很像rất giống古代的银钱元宝，银钱元宝là chính vàng chính bạc，古代的thời xưa，所以cho nên年夜饭 bữa cơm tối 30 Tết 吃饺子 ăn sủi cảo 有什么什么的意思，nghĩa là có ý nghĩa gì đó. 招财进宝 nghĩa là vẫy gọi tiền tài của cải vào nhà. 招 là vời về phía mình. 招财 trái là tiền của. 招财 tức là vẫy gọi tiền của về phía mình. 进宝 tức là của cải châu báu nó vào trong nhà.因为饺子的形状很像古代的银钱元宝，所以年夜饭吃饺子有招财进宝的意思。第六道菜是年糕。第六道菜 món ăn thứ sáu 是年糕 là年糕。Cái này ở Việt Nam mình không có. Đây là một cái món.Chưng món ăn đặc trưng ở Trung Quốc, cho nên Trần Lao Sư để luôn tên gọi tên của nó là nén cao nhé. Cái món này thì người ta làm bằng gạo, người ta nấu lên thành cơm, sau đó người ta cho vào, người ta giã hoặc là xay ra cho nó thật là mịn và thật là dẻo, và người ta đóng thành những cái cục này. Đến khi ăn thì người ta sẽ thái ra từng khúc và người ta đem lên hấp thì nó sẽ mềm ra. Đây gọi là nén cao.在春节，中国很多地区都有吃年糕的习俗。在春节 vào dịp Tết Nguyên Đán, 中国很多地区，很多地区呢，rất là nhiều nơi hoặc vùng, 中国 ở Trung Quốc, 都有, đều có, 吃年糕的习俗。习俗 là phong tục, 吃年糕, ăn年糕。在春节，中国很多地区都有吃年糕的习俗。陈老师ở Chiết Giang thì rất là hay ăn年糕, đặc biệt là vào dịp Tết hoặc là mùa đông. 年糕又称年年糕, 与年年糕是谐音的。年糕又称年年糕, tức là cái món年糕này nó còn có một cái tên gọi nữa là年年糕, 与年年糕是谐音的。Và nó đồng âm với từ nén nén cao, tức là mỗi năm một cao. Nén nén cao, yêu chân nén nén cao, yu nén nén cao, sử xía yên đợ. Yu yi zhe ren men de xue xí hờ công zuo, yi nén bi yi nén thí cao. Yu yi zhe
ngụ ý. Rất mất tự xuế xí hứa công chủ, việc học tập và công việc của con người. Y niên bị y niên thí cao, thí cao là nâng cao. Y niên bị y niên thí cao tức là mỗi năm một nâng cao hơn. Yu yi zhe, ren men de xue xi he gong zuo, yi nian bi yi nian ti gao. Di qi dao cai shi zhu shou. Di qi dao cai, món ăn thứ bảy, shi zhu shou là tay heo, còn gọi là móng giò. Di qi dao cai shi zhu shou. Nian ye fan ken ding you yi dao bi bu ke shao de cai, jiu shi Zhao Cai Zhu Shou. Nian ye fan, bữa cơm tối ngày 30 Tết. Khẳng định, chắc chắn. Yǒu yī dào bì bù kě shǎo de cài. Yǒu yī dào sè me sè me de cài nè, một, có một món ăn gì đó. Bì bù kě shǎo, tức là nhất định không thể thiếu. Jiù shì, chính là Zhao Cai Zhu Shou. Món tay heo vẫy gọi tiền tài. Zhao Cai Zhu Shou, đây là món ăn Quảng Đông, xuất phát từ Quảng Đông. Và sau đó thì người ta thấy món ăn này vừa ngon và mang ý nghĩa rất là cát tường may mắn. Sau đó thì lan truyền đến các vùng khác của Trung Quốc. Nian ye fan, khẳng định yǒu yī dào bì bù kě shǎo de cài, jiù shì Zhao Cai Zhu Shou. Zhe dào cài, yu yì zhe, fa cài jiù shǒu. Yǒu zhào cài jìn bǎo de yìsì. Zhe dào cài, món ăn này, yu yì zhe, ngụ ý. Fa cài jiù shǒu, fa cài là phát tài, jiù shǒu, liền tay, tức là một cái gì đó rất là dễ dàng, chỉ cần giơ tay ra, với tay ra một cái là có thể làm được ngay, thể hiện là cái việc phát tài này là một cái việc rất là dễ dàng, tiện tay là có thể phát tài được. Yǒu zhào cài jìn bǎo de yìsì. Mang ý nghĩa vẫy gọi tiền tài của cải vào nhà. Zhe dào cài, yu yì zhe, fa cài jiù shǒu, yǒu zhào cài jìn bǎo de yìsì. Di bá dào cài, sì xǐ wán zì. Di bá dào cài, món ăn thứ 8. Sì xǐ wán zì. Wán zì là thịt viên. Sì xǐ, tứ hỷ. Sì xǐ wán zì. Thịt viên tứ hỷ, tức là cái thịt viên và có bốn cái viên to như thế này. Và thực ra thì không phải bắt buộc lúc nào người ta cũng phải là bốn viên, có thể người ta mua nhiều viên hơn và về người ta có thể thả vào lẩu. Nian ye fan shì zhōngguó rén zuì zhōngyào de yǐ duàn tuán yuán fàn. Nian ye fan, bữa cơm tối 30 Tết. Shì là từ chữ Trung Quốc rén đến chữ tuán yuán fàn này, là một cụm danh từ. Chúng ta dịch sau cũng chúng ta dịch sau chữ tơ trước. Ý tuần thoái yuán phản, một bữa cơm đoàn viên. Chuyện trung nhỏ quan trọng nhất, Trung Quốc lần của người Trung Quốc. Nian ye fan shì zhōngguó rén zuì zhōngyào de yǐ duàn tuán yuán fàn. Wán zì wài xíng hún yuán, xiàng zhēng zhe tuán tuán yuán yuán. Zài nian ye fàn shì bù kě huò jué de. Wán zì, thịt viên. Wài xíng, hình dáng bên ngoài. Hún yuán, tròn trịa. Xiàng zhēng zhe, tượng trưng cho. Tuán tuán yuán yuán, sự đoàn viên sum vầy. Zài nian ye fàn, ở trong bữa cơm tối 30 Tết. Shì bù kě huò jué de, là không thể thiếu được. Bù kửa hùa chê, thành ngữ này có nghĩa là nhất định phải có, một chút cũng không thể thiếu được. Quán zi, quài xính huấn yuán, xiàng zhēng zhe, tuán tuán yuán yuán, zài nian ye fàn, shì bù kửa hùa chê de. Di jiǔ dào cài, shì huò guó. Di jiǔ dào cài, món ăn thứ 9, shì huò guó, là món lẩu. Huò guó nghĩa là lẩu. Nian ye fan jiù jiǎng jiǔ tuán jù hě rè nào. Nian ye fan, bữa cơm tối 30 Tết. Jiǎng jiǔ nghĩa là chú trọng đến cái điều gì đó. Tuán jù, đoàn tụ. Hě rè nào, và đông vui. Nian ye fan jiù jiǎng jiǔ tuán jù hě rè nào.
餐桌上一个小火锅有红红火火的寓意。餐桌上 trên mâm cơm 一个小火锅 một nồi lẩu nhỏ nhỏ 有什么什么的寓意， tức là có ngụ ý gì đó, mang ngụ ý. Hùng hùng hổ hổ, tức là thịnh vượng và rất là tưng bừng sực rỡ. Chán chua sang, ý cửa xéo hổ cua, yếu hùng hùng hổ hổ tờ yu ý. Rửa chỉ thấm thấm tờ hổ cua, tuổi Trung Quốc rân lái xua, hán yếu thoán yuán, noạn rửa chư ý. Rửa chỉ thấm thấm tờ hổ cua, hổ cua là nổi lẩu, rửa chỉ thấm thấm, rửa chỉ là cái khói nóng, cái hơi nóng. Rửa chỉ thấm thấm tức là bốc khói nóng nghi ngút. Tuổi Trung Quốc rân lái xua, đối với người Trung Quốc mà nói. Hái yếu tức là hàm chứa. Thoái yuán, noạn rửa chư y. Chư y, ở đây tức là tờ y y. Ý nghĩa, thoái yuán, đoàn viên, noạn rửa, ấm áp. Rửa chỉ thấm thấm tờ hổ cua, tuổi Trung Quốc rân lái xua, hái yếu thoái yuán, noạn rửa chư y. Tỷ sứ đạo chải, sử sưng chải. Tỷ sứ đạo chải, món ăn thứ 10, sử sưng chải là món rau xà lách. Rau xà lách trong tiếng Trung gọi là sưng chải. Sưng chải, thính chí lái, xiang sưng chải. Quả nền đợi sở hầu chứ sưng chải, yu yi xin đợi yi nền, nâng cầu phá đà chải, chọn đà chiến. Sưng chải, từ rau xà lách, đọc là sưng chải. Thính chỉ lại, nghe, xiang, giống như, sinh trái, có nghĩa là sinh sôi tài lộc. Qua nền tờ sử hậu, vào ngày Tết, chứ sinh trái, ăn rau xà lách, yu yi, ngụ ý, xin tờ y nền, trong một năm mới, nâng cầu có thể, pha tà trái, đại phát tài, chuan tà chiến, kiếm được nhiều tiền. Sưng chải, thính chỉ lái, xiang sưng chải. Qua nền tờ sử hậu, chứ sưng chải, yu yi xin tờ y nền, nâng cầu pha tà chải, chuan tà chiến. Chưa yế sư, hẳn tùa tì phang, qua nền tờ sử hậu, phản chúa sang, bì bù khở sảo tờ ý tạo xua chải. Chưa yế sư, đây cũng là, hẳn tùa tì phang, cho đến chữ ý tạo su chai là một cụm danh từ. Chúng ta dịch sau chữ tơ trước. Ý tạo su chai nghĩa là một món rau. Bì bù khở sảo tờ, không thể thiếu được. Phản chúa sang, trên mâm cơm. Của nén tờ sử khẩu, vào dịp Tết. Hẳn tua tỷ phang, ở rất nhiều nơi. Hẳn tua tỷ phang, của nén tờ sử khẩu, phản chúa sang, bì bù khở sảo tờ ý tạo su chai. Một món rau không thể thiếu được trên mâm cơm ngày Tết ở rất nhiều nơi. Chưa yế sư hẳn tua tì phang, qua nén tờ sử hầu, phản chúa sang, bì bù khở sảo tờ ý tạo su chải. Nà mơ, nì gia, chi nén, nén yế phản, tâu chư lờ nà xie chải nơ? Bình luận chú, cao sù ở bạn. Nà mơ, vậy thì, nì gia, nhà bạn, chi nén, nén yế phản, bữa cơm tối 30 Tết năm nay. Tâu chư lợ nà xia chai nơ? Đã ăn những món gì? Bình luận chư cao sủa. Cao sủa là nói cho tôi biết. Bình luận chư ở phần bình luận. Nà mơ nì gia chi nén, nén yê phản, tâu chư lợ nà xia chai nơ? Bình luận chư cao sủa ba. Thưa các bạn, đến đây thì Trần Lao Sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu của bài hôm nay rồi. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích bài học này. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại với bạn Ú Xiểu Jun để chúng ta luyện được phát âm chuẩn như bạn ấy nhé. Bye bye! Trung Quốc nhân, nhiễn yê phạm, bì chứ đợ sứ đạo chạy. Lào nhân yên, chú xí nhiễn yê phạm, chán chúa sang bì chứ đợ sứ đạo chạy. Đi ý đạo chạy, sư chí. Tại Trung Quốc, hẳn tố tì phong, đâu yếu ú chí bù chẳng xí đợ xí xú. Chí, yu chí, xế yín. Chú xí yê, chí chí,
象征着来年大吉大利。第二道菜是鱼。鱼在中国人的年夜饭里面是必不可少的。鱼与鱼谐音，就是年年有余，是指每年都有多余的财富和粮食，寓意生活富足，代表着人们对于新的一年的美好祝愿。第三道菜是白菜。白菜与百财谐音，象征新的一年里家里能有很多钱财。它虽然是一道很平常的蔬菜，却是非常吉祥的年夜饭菜肴。第四道菜是豆腐。豆腐听起来像豆腐，也寓意着家里团团圆圆，吃了豆腐全都有福。吃豆腐就是希望来年生活过得富富裕裕，幸幸福福。第五道菜就是饺子。在中国，过年吃饺子已经有很长的历史了，因为饺子的形状很像古代的银钱元宝，所以年夜饭吃饺子有招财进宝的意思。第六道菜是年糕。在春节，中国很多地区都有吃年糕的习俗。年糕又称年年糕，与年年糕是谐音的，寓意着人们的学习和工作一年比一年提高。第七道菜是猪手。年夜饭肯定有一道必不可少的菜，就是招财猪手。这道菜寓意着发财就手，有招财进宝的意思。第八道菜，四喜丸子。年夜饭是中国人最重要的一顿团圆饭。丸子外形浑圆，象征着团团圆圆。在年夜饭是不可或缺的。第九道菜是火锅。年夜饭就讲究团聚和热闹。餐桌上一个小火锅，有红红火火的寓意。热气腾腾的火锅，对中国人来说，含有团圆暖热之意。第十道菜是生菜。生菜听起来像生财。过年的时候吃生菜，寓意新的一年能够发大财，赚大钱。这也是很多地方过年的时候饭桌上必不可少的一道蔬菜。那么你家今年年夜饭都吃了哪些菜呢？评论区告诉我吧。